Biểu diễn của nữ nghệ sĩ Yến Nhung. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Anh và Việt Long với tiết mục siếc Tùng Hứng Nội.
nhưng mà giữ yên lặng, không được nói nhá. Quay đi nào. Không nói nhá. Trước khi con chọn quân đầy, chúng đã có sẵn một dụng đoán ở trong quân hào. Lấy ra này. Vậy quân vừa rồi, thế này là quân ba cơ không? Ba cơ á? Hay là bốn cơ? Năm cơ? Sáu cơ? Bảy cơ? Thế đó là con gì?